Em ơn, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì em ơn sẽ tiếp tục quay review giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà giá tốt ngay tại trung tâm của thành phố Nha Trang luôn quý anh chị. Thì vị trí em đứng này là thuộc cái con đường Tố Hữu. Đó, con đường Tố Hữu này sẽ kết nối ra tới trung tâm của thành phố Nha Trang cũng như là kết nối ra biển luôn. Vị trí này nó thuộc phường Phước Hải cho nên là đi ra biển mình đi cũng chỉ là 2,7 km thôi. Chưa tới 3 km. Và trục đường Tố Hữu này là trục đường đấu nối đi lên tới đường Võ Nguyên Giáp. Đại lộ Võ Nguyên Giáp được kết nối lên Đà Lạt luôn quý anh chị. Cũng như là kết nối lên nút giao cao tốc Bắc Nam luôn. Đó thì vị trí này thì cách trung tâm chỉ có 1 km thôi. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà mới hoàn toàn luôn. Chủ mua mà chưa ở luôn, nội thất mới luôn. Ngay tại trung tâm thành phố, đường là đường này nè quý anh chị. Cách cái mặt đường chính đây là khoảng 90 m thôi. Đầu đường có hai quán cà phê rất là lớn nè, Mê Trang với như là Coco Bean nè quý anh chị. Đó. Thì căn nhà này sẽ có tổng diện tích của mình sẽ là 58,6 m², diện tích xây dựng là 39,6 m² và diện tích sàn là 94 m². Đó, chủ thì đang ở Sài Gòn nha quý anh chị. Mục đích mua là để ở, nhưng mà cuối cùng là do công việc ở Sài Gòn nhiều quá không về Nha Trang được cho nên là bây giờ cần bán lại. Thì theo thông tin em nắm được là 3 năm trước là anh chủ anh có mua ở nhà này. Và khi mà anh mua xong á là cái giá lúc đó là cũng trên dưới là tới 3 tỷ 3. Nhưng mà 3 năm sau bây giờ là tới 2024 là cũng là hơn 3 năm rồi. Anh bán lại 3 tỷ 4 rồi quý anh chị. Tức là tính đi luôn là anh bán què vốn rồi quý anh chị. Có khi còn lỗ nữa. Đó, 3 năm mà mua giá sao giờ bán vậy y gian cho luôn. Chưa tính là tiền thuế phí bây giờ nữa. Đó. Đường này thì ô tô vào được nhưng mà đó, đường này đường 3 mét rưỡi thì đường ô tô vào được nha quý anh chị. Đó thì căn nhà này thì có cái mệnh là hướng á, sẽ là hướng đông bắc thì nó phù hợp anh chị có cái mệnh là tây tứ cạch ha. Đó. Căn này hôm trước em có phát trực tiếp rồi nè, nhưng mà lúc đó là quay nó không được rõ cho nên hôm nay quay lại. Căn này sẽ có cái ưu điểm nha quý anh chị, mặt ngang nó lên tới 8,25 m. Đó, 8,25 m. Căn này thì có giấy phép xây dựng đầy đủ cho nên là quý chị yên tâm về pháp lý của nó ha. Thì đây là căn nhà của mình nha. Ủa, anh mới bật hả? Mở cái đèn lên lại cho em nha. Mở rồi hả? Ok. Đó thì căn nhà mình đây, đường hiên trang rộng khoảng 3 m. Thì vị trí này thì nếu quý chị đi chợ thì sẽ có hai chợ thì mình đi nha. Đầu tiên là chợ Đồng Nai, trên đường Đồng Nai cách đây là khoảng 1 km. Còn cái hướng này nè, đường này đường thông. Đường thông đi ra là ra tới cái chợ là chợ Vicen. Cách đây là khoảng 200 m thôi nha quý chị. Rồi vị trí này thì nó sẽ là nằm chính giữa khu đô thị Vicen Phước Hải nha quý chị. Khu đô thị Vicen Phước Hải nằm ở phường Phước Hải. Thì nhà mình đây nha, một kết cấu sẽ là một trệt một lầu. Đó, một trệt một lầu. Công năng là một sân xe máy, một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Có một phòng ngủ master. Đó. Ở nhà này thì cũng mới xây thôi quý chị. Đó, và đặc biệt thì nội thất mới tinh luôn, tặng cho mình bộ nội thất rất là xịn sò ha. Thì đầu tiên thì cái nhà mình nó sẽ để vô cầu nhà mình thì đầu tiên sẽ có một cái bộ cổng cổng sắt để mở cái cửa cho quý chị xem nha. Cái cửa sắt hộp nè, sơn tĩnh điện màu xám đen. Đó. Đó. Rất là xịn sò quý chị ha. Cửa này thì rất là chắc chắn rồi. Đó. Thì phía trước đây mình sẽ có một cái sân xe máy thì cái diện tích nó khiêm tốn thôi, mình đậu cũng có thể đậu được một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, còn ba chiếc xe máy ở ngoài đây ha. Đây chỗ này chủ có làm cho mình mấy cái ô gió nè quý anh chị, nhà mình nó thoáng ha, ánh sáng vô nhà nó không có bị bí nếu mình xây cái tường không ha quý anh chị ha. Đó, tường rào đồ rất là chắc chắn và kiên cố. Bây giờ thì vô trong nhà. Nhà mình thì cái nền nhà sẽ cao hơn cái mặt tiền đường là tương đối ha quý anh chị ha. Đó thì đầu tiên nhà mình sẽ có một cái phòng khách tương đối rộng. Đó, phòng khách đó, và liền kề là một phòng bếp, một nhà vệ sinh, một cái khu vực giặt đồ cũng như là chỗ này là không gian chủ để cái phòng thờ chỗ này luôn quý anh chị ha. Phòng thờ chỗ này bên cạnh cái phòng khách luôn ha. Thì nhà mình thì chủ họ nói là họ sẽ bàn giao là hết nội thất trong nhà cho quý anh chị khi quý anh chị mua căn nhà này. Từ cái tủ thờ này, cái tủ thờ này thì chủ họ sẽ mang đi đó quý anh chị ha. Đó, đây phòng khách nè, giường, cái bộ sofa nệm, tủ, kệ tủ tivi, rồi tivi nè. Chung là đầy đủ công năng hết ha. Mảng tường bên đây chủ có ốp miếng nhựa PVC văn đá nhìn cho nó đẹp nè. Rồi,
Thì cái vách tường này cũng như là cái vách ngăn giữa cái khu vực không gian phòng khách với không gian phòng bếp, bởi vì cái nhà mình nó ưu điểm là cái ngang nó lên tới 8m2, cho nên là chủ tận dụng bên đây để làm cái phòng bếp cho mình luôn. Và cái bếp mình nó thì cũng có trang bị đầy đủ nội thất như là kệ tủ trên, kệ tủ dưới, mặt đá hoa cương, rồi cũng như là bếp từ, có mấy cái thiết bị, có cả tủ lạnh cho mình luôn đó. Và đặc biệt thì có một cái cửa sổ để mình có thể kết nối ra cái khu vực bên ngoài để cho nhìn nó thoáng rồi quý anh chị. Có cái rèm luôn cho nên là không có lo bị nắng đâu quý anh chị ha. Bồn inox đầy đủ, có cho mình cái bình nước nóng luôn. Rồi cái khu vực này mình sẽ có một cái mảng tường, chủ sẽ làm một cái thay vì làm một cái bức tường không thì chủ cũng có xây cho mình, trang bị cho mình một cái kệ tủ, làm cái ngắt cái vách ngăn, cũng như là để cho mình để được những cái đồ vật trang trí, đồ vật phong thủy lên trên đây ha. Rồi bên đây thì chính giữa nhà nha quý anh chị, chỗ này nè, không phải giữa nhà, phía sau nhà chứ, có một cái giếng trời thì chủ có làm cho mình một cái giếng trời cho mình, nhà mình nó có sự đối lưu không khí cũng như là có cái ánh sáng tự nhiên nó vô nhà quý anh chị, cho nên là nếu mà có cấp điện gì thì nhà mình nó vẫn sáng ha. Thì chỗ này thì chủ cũng để là cho mình hai cái máy giặt, hình như là một máy giặt một cái máy sấy hay sao á. Thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung phía dưới ha quý anh chị ha. Nhà vệ sinh chung thì cũng rất là đầy đủ tiện nghi đó, như là vòi sen, máy nước nóng cũng như là ốp gạch cao nữa quý anh chị ha, rất là sạch sẽ luôn. Bồn cầu đó, lavabo rửa tay, mặt đá hoa cương, gương đồ đầy đủ hết, có cả cái ổ cắm điện để cho mấy anh chị có thể là mình đút cái máy sấy vô sẽ tóc lên. Rồi đó là toàn bộ những cái dưới, phía dưới tầng trệt. Bây giờ mình sẽ lên khu vực cái tầng tiếp theo quý anh chị ha. Đó thì cái bậc cầu thang thì chủ họ cũng ốp cho mình là lớp đá đen rất là sạch sẽ, tay vịn là bằng gỗ, rồi cái mấy cái khung sắt nè, sơn tĩnh điện rất là chắc chắn đó. Trên đây thì mình sẽ, ngoài đây sẽ là cái khu vực hành lang bên ngoài quý anh chị ha. Đó có sẽ cái bàn thờ. Thì cái đất của mình nha quý anh chị, thì nó sẽ có một cái phía sau á, cái phía sau nhà mình á, là cái thế đất của nó là không, nó không có vuông như thế này mà nó có hình gợn sóng như thế này nè quý anh chị, gợn sóng như thế này nè, cho nên là chủ họ xây họ thục thục ra nè quý anh chị, nhìn thấy cái đây là cái cầu thang, cái lan can chứ, nó thục vô như thế này đó, chủ họ có làm như thế này nè quý anh chị, nhìn này cái suy nghĩ cái miếng đất của mình ha. Và được cái chỗ này là cái giếng trời này rất là thoáng luôn. Thì ở trên tầng này thì mình sẽ có hai cái phòng ngủ nha quý anh chị. Thì nhà mình tổng cộng có hai phòng ngủ nha, hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Đây là một cái nhà vệ sinh, bây giờ em sẽ quay cái phòng ngủ bên đây. Đây là khu vực giếng trời, chỗ này là khu vực không gian thông tầng nữa quý anh chị. Nhìn thấy nó có sự kết nối giữa tầng trên với tầng dưới, đây nhìn nó rất là thoáng ha. Em sẽ quay cái phòng ngủ master cho quý anh chị xem. Để em bật hết đèn lên, bật hết đèn rồi. Thì phòng ngủ master thì chắc chắn là sẽ có nhà vệ sinh bên trong, và chỗ này sẽ có một cái bàn trang điểm cho chị em nữa nè. Đó, kính rất là đẹp ha. Rồi quay bên đây, mình quay cái khu vực không gian cái phòng ngủ trước ha. Phòng ngủ thì có một cái bộ cái hệ cửa nhôm, cửa sổ rất là to ở đây luôn đó, hướng này hướng đông bắc nha quý anh chị. Thì chủ cũng trang bị đầy đủ nội thất như là giường, kệ tủ đầu giường, nệm đó, rồi có cả cái két sắt cho mình để tiền trong đây nữa ha. Rồi kệ tủ chỗ này cho mấy cái vách này cho chị em có thể là mình chuyện những cái túi sách đẹp lên đó ha. Đó tủ rất là nhiều, có cả cái máy lạnh luôn. Cửa ra vào sẽ là cái cửa gỗ chắc chắn ha. Rồi nhà vệ sinh cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Đây bật lên lavabo rửa tay, rồi bồn cầu, máy nước nóng. Chỗ này thì mình có thể làm một cái vách ngăn kính chỗ này ha, chủ làm cái mỏ chờ sẵn rồi đẹp luôn. Rồi thì bây giờ thì em sẽ quay cái phòng thứ hai cho quý chị xem ha. Phòng thứ hai thì nó cũng phòng thứ hai thì mình sẽ sử dụng cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài đây. Phòng thứ hai đây, để em bật hết đèn lên đó, hết đèn là nhìn cho đẹp ha. Phòng này cũng rất là sang trọng nha quý chị, như trong mấy cái căn hộ 5 sao cao cấp vậy đó. Sàn là ốp cái mấy cái gạch mà gạch giả gỗ đâu quý anh chị, nhìn rất đẹp ha. Đó, giường cũng cỡ 1m6, cái tủ đầu giường này em đầy đủ, có chỗ có cái bàn làm việc đó, để bàn làm việc đây, có cả cái đèn nè, cửa sổ, ở chỗ này có cái gương cho chị em có thể là mình soi trong đây ha.
Gương soi cho là trần thạch cao vượt cấp. Đèn led đi cái đường đèn led ẩn bên trong rất là đẹp quý anh chị ha. Đây là một cái kệ tủ, một cái tủ âm tường cao nè, tầng trần luôn đó. Chị em để túi sách chỗ đây. Ngoài đây thì là một cái nhà vệ sinh chung cũng là rất là đầy đủ tiện nghi, như là lăn ba bô rửa tay giống như ở dưới luôn quý anh chị, như ở dưới luôn, khác gì mấy đó. Rồi thì căn này thì gia chủ đang cần nhượng lại toàn bộ với giá là 3 tỷ tư cho quý chị. 3 tỷ tư là sẽ giao toàn bộ cho quý chị và vẫn còn thương lượng bớt lập cho quý chị, và giấy tờ thuế phí ra sổ là cũng chủ cũng sẽ bao hết cho mình luôn. Rồi quý chị thiện chí thấy căn nhà này nó phù hợp với tài chính của mình, phù hợp với nhu cầu của mình và mình ưng ý vị trí thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0353 687 732. Em dẫn đi xem thực tế rồi mình có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà ha, để em hỗ trợ quý chị giao dịch căn nhà này suôn sẻ nhất nha. Em cảm ơn quý anh chị nhiều nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.